Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay rất vui mừng bên em tiếp tục về cho anh em những bộ mic không dây đến từ thương hiệu Sennheiser, có mã là EVG6, một dòng rất là đẹp cũng như là tiếng chất âm con này rất là hay, sóng sánh xa và ổn định cho anh em. Và ngày hôm nay bên em tiếp tục về được 10 bộ sẽ bán giảm giá, một mức giá cực kỳ sốc, đấy, sốc nhất thị trường hiện nay cho anh em nhé. Chỉ có 10 bộ cho 10 bác nào nhanh tay thôi. Giá cực kỳ là sốc để anh em có thể sở hữu những bộ mic không dây phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu Sennheiser G6. Thì anh em theo dõi video ủng hộ Thế Anh Audio, hoan hỉ cho bên em xin một like, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio nhá. Thì đây, phiên bản này bên em cũng đã có rất nhiều các video test cho anh em rồi. Ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu lại cho các bác nào chưa biết đến phiên bản cao cấp này, và sau đó sẽ báo cho anh em một mức giá cực kỳ là yêu thương, đấy, cực kỳ là hấp dẫn cho anh em nhá. Về thiết kế, anh em thấy thiết kế này có hiển thị kính A, kính B riêng biệt, anh em thấy không? Và ở đây nó sẽ có tất cả phím này, phím điều chỉnh tăng giảm volume hay điều chỉnh tần số đều là phím mềm. Có đèn báo cho anh em đầy đủ nhá. Đây có đèn báo ấn rất là nhạy cho anh em. Đấy, phím mềm, đèn báo đầy đủ cả kính A, kính B. Và khi anh em bật tay mic lên, ở đây nó sẽ có 4 cột đèn báo tín hiệu, một cột báo tín hiệu sóng và 3 cột báo tín hiệu tiếng, 3 giải âm cho anh em nữa. Đấy, rất là đẹp cũng như là rất là hay. Về mặt đây, mặt trắng gương rất là đẹp cho anh em. Đấy, mặt trắng gương, mặt trước là phay nhôm. Hàng đen màu đen đẹp rất là đẹp nhá. Và đặc biệt chất âm con này cho ra cực kỳ là hay. Chất âm con này em đã bán cho anh em nào làm sự kiện rạp cưới rồi. Cực kỳ là hay cũng như là sóng sánh ổn định, vì con này sử dụng sóng là hộp sóng là hộp sóng 4 dâu. Đây, anh em có thể thấy nhá, hộp sóng là hộp sóng 4 dâu cho anh em. Đây. Đấy, sóng đảm bảo cho anh em, con này rất là xa, từ 80 đến 100 mét. Đấy, em đã test rất là ok cho anh em nhé về sóng. Và hàng có đầy đủ các đường kết nối ra, có ca lông này, có rắc 6 ly đầy đủ cho anh em nhé. Hàng mới nguyên hộp xốp, rất là đẹp cho anh em. Đấy, anh em thấy này. Đặc biệt chất âm con này cực kỳ là hay. Đấy, em sẽ giới thiệu cho anh em tay mic này. Tay mic đến như những bộ EVG6 này, rất là chất lượng nhá. Đây, anh em thấy không? Một dòng tay mic rất là chất lượng. Đây, anh em nhìn này, rất là chuyên nghiệp. Tay mic cực kỳ là chuyên nghiệp, dòng đuôi chuột anh em nhìn đây, cực kỳ là chuyên nghiệp. Và con này sử dụng đầu tiên phải nói đến là côn. Con này là côn vải lụa, cực kỳ là cao cấp nhá. Chỉ con này chỉ sử dụng trên các cái dòng mic cao cấp thôi. Tất cả là côn neo vải lụa cho anh em. Và con này sử dụng là đây anh em thấy, mic một tay mic thiết kế rút rất là đẳng cấp đến thương hiệu Sennheiser, có mã là EVG6. Đấy, tay mic rút khi anh em dùng đến không vặn đến này, vặn vào cực kỳ là đẹp. Đấy, ok chưa? Thiết kế rất là đẹp, một đôi tai mic. Hàng còn mới nguyên hộp như thế này. Bên em sẽ có đầy đủ chống năn này, nguồn, có anten, có rắc 6 ly đầy đủ cho anh em nhé. Anh em mình nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Và bên em sẽ bảo hành cho em 1 năm, anh em yên tâm sử dụng nhá. Đấy, một bộ tai mic này rất là đẹp. Đấy, một bộ rất là đẹp. Và đặc biệt tiếng con này cực kỳ là hay. Đấy, tiếng mic con này cực kỳ là hay, sóng sánh ổn định cho các bác nào làm show sự kiện dạp cưới kẹo kéo. Đấy, đây anh em thấy này. Rất là ok nhá, rất là ok cho anh em. Và em sẽ alo thử tiếng mic, sau đó sẽ báo một mức giá sập sàn cho em ngày hôm nay nhá. Một mức giá mà sập sàn luôn cho anh em. Đây, dòng này dòng 6 số tự ngắt. Đấy, tự ngắt cho anh em, rất là ok. Đây, có đây khi anh em cầm lên nhá, có báo pin trên tay mic này, báo pin trên đầu thu này, báo volume và đây sóng, cột sóng này. Khi anh em alo, các cột tín hiệu này sẽ nháy này, các 3 giải tín hiệu đều sẽ nháy cho anh em. 7 8 9 10 nên 7 8 9 10 mây, mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, một mình lặng lẽ thay màu áo mới vì anh. 7 8 9 10 mây, 7 8 9 10. Anh em vừa nghe qua chất âm của này nhá, em alo nhẹ nhàng cho anh em nghe thôi. Vậy bên em sẽ đã có các video test cụ thể đằng trước rồi. Anh em có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi video, hoặc là anh em có thể tìm Thế Anh Audio những video test Sennheiser mã EVG6 rất sốc cho anh em rồi nhá. Tiếng bao cực kỳ hay và sóng rất là ổn định. Và ngày hôm nay bên em sẽ xả anh em 10 bộ duy nhất. Đợt lô này em về được 10 bộ, chỉ có 10 chiếc, và sẽ xả bán cho em một mức giá rất là tốt nhá. Sập sàn luôn cho anh em, chỉ có 2.200.000 bên em bao ship cho anh em. Đấy, 2.200.000 bao ship tặng dây jack kết nối. Anh em được nhận hàng, kiểm tra thanh toán,
không hay trả lại thành audio. Đấy, dám cam kết tiếng con này cực kỳ hay, tiếng dày, tiếng nhẹ, và đặc biệt nó là một dòng 4 dâu sóng xa, dễ hát cho anh em nhé. Chỉ 2.200.000 bao ship, tặng giấy giác kết nối, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không hay trả lại thành audio. Đấy anh em đấy, về thiết kế đầu thu này, thiết kế tay mic và chất âm con này cam kết bảo đảm cho anh em. Hiện tại không có một dòng nào với giá là 2.200.000 mà anh em có thể sở hữu được một dòng thiết kế đẹp, tiếng hay như con này, sóng xa. Đấy, anh em theo dõi video, ủng hộ thành audio hoan hỉ cho bên MC Bernay. Một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thành audio nhá. Xin cảm ơn anh em.